Ủa, ở con mì hả? Khoai mì, ăn khoai mì các bạn ơi. Đó, bánh tráng. Bánh tráng. Khoai mì sườn. Lấy con 10 ngàn ấy. Này nhiêu ký cô? 30 ngàn một ký khoai mì. Ngồi có nhai nhai vậy. Sáng ăn khoai mì. Khoai ăn sang. Mua nhiều quá ăn nó nặng bụng. Ăn không hết. Bánh tráng, bánh phồng. Đây. Mời cả nhà ăn khoai mì, sáng ăn khoai mì 10 ngàn. Đó, 10 ngàn được 1, 2, 3, 4 củ mì. Con quýt, con vú sữa, kẹo, uống trà. Đó, buổi sáng là chỉ có vậy thôi. Rồi, mời cả nhà ăn khoai mì nha. Còn ai ăn quýt thì ăn, ăn vú sữa thì ăn, kẹo á. Dứt. Chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở dòng xe Thanh Tân. Giờ mình sẽ chở các bạn đi dạo thành phố Bến Tre buổi sáng nha. Ở đây có mấy người bán hàng rong ở đây nè. Bánh mì. Ai ăn gì ghé vô đây mua. Còn ở bên kia là chợ Thanh Tân. Giờ này chợ Thanh Tân nó không có bán buổi sáng, cho nên giờ mình chạy dài thành phố Bến Tre. Hay là sáng mùng 10 hay là ngày vía Thần Tài, chở các bạn đi vòng vòng coi cái chợ nó ra sao. Sáng nay thời tiết nó lạnh quá các bạn ơi, chạy ra ngoài này mà lạnh thấy quá trời lạnh luôn, lạnh teo bu ghi luôn, lạnh hơn Noel đó. Hình như tên cầu Hàm Luông có sự cố gì rồi các bạn ơi, nhìn thấy đông đông quá trời rồi. Cầu Hàm Luông làm cái gì hết trơn, không biết rồi, thấy đông đông. Lên nè, đẹp không, quá là đẹp luôn ha. Mới da quẹt vậy đây, mới da quẹt vậy đó, cho nên hên là không sao, không ai có gì hết. Sáng nay mặt trời lên rất là đẹp. Trời lạnh chạy rát tay luôn á. Giờ là gần 7 giờ rồi. 7 giờ sáng. Mùng 10. Sương thì không có nhiều, nhưng mà lạnh quá. Tự nhiên mấy ngày nay sao trời không lạnh quá, trời lạnh luôn. Giờ này mình sẽ chạy dài dài vô trong chợ coi coi mấy điểm bán cá lóc. Coi coi giờ này 7 giờ không biết bán có đông không,
sáng người ta đi chợ, người ta mua sớm về người ta cúng rồi không biết. Đây là đường Trương Định nha các bạn, buổi sáng Trương Định. Vô đây sáng đoạn này nó hơi đông, dài dài đây có quán cháo lòng nè, quýt, bánh mì chay hả, đây có bán bánh mì chay nè, cháo lòng 20.000. Đồ ăn sáng. Vô đây là đường một chiều nha các bạn. Để đi một chiều không có quẹo. Đây có bánh canh cua 22.000. Đây có cơm tấm 22.000. Bán khoai lang, hủ tiếu, bánh lăng 30. Chào phường 6 buổi sáng đây. Này bún riêu 25, bún thịt nướng 20. Đó, sáng nè, đây có xe bánh mì đông ghê không? Đây, chào phường 6 buổi sáng. Bên kia là bán thịt nướng quạt kìa, khói kìa. Còn đó là vú sữa tím với bông cúc này vậy, bánh mì bà tê, xôi mặn, bánh ướt, không? Buổi sáng nè, còn này bán gì ta, bán gì sáng người ta bu nè, sáng mua, bán này giống rong biển, rau câu gì đó, súp, này như súp. Này là xe bán súp lên đường. Đó là xe bán súp. Sáng nay mùng 10 đông quá. Đi dài dài đường dòm thấy người ta quá trời. Trước mặt các bạn là dòng xoay ngã năm nha các bạn. Anh thấy xe đi chặt cách ra. Đây là dòng xe ngã năm. Giờ mình sẽ dạo một vòng cho các bạn xem. Qua đây là cầu Nhà Thương. Cầu Nhà Thương rất là đông. Đây, cầu Nhà Thương rất đông nha các bạn. Đó, chặt hết trơn luôn. Đây, cho các bạn xem điểm bán cá lóc. Cá lóc nước. Đây, bánh mì. Cầu Nhà Thương này là có hai điểm bán cá lóc. Đó, đây. Đây là một điểm bán cá lóc nướng này. Đông ghê không? Đó. Đó, bán cá lóc nướng rồi. Thấy không? Còn nào còn nấy chà bá lửa luôn á. Đó, ở trong kia người ta lột da. Đó, cá lóc nướng nè. Quá trời không? Qua anh cầu kia đi, đông quá mình phải đi thôi. Ở đó kẹt xe. Đây, qua giống cầu bên đây một điểm bán cá lóc nướng nữa đây.
leo rồi một điểm quán cá lóc nước đó, đã không? Nướng nghi ngút nướng mà hai đầu cầu là hai điểm bán cá lóc nướng vậy nè, mà bán làm cũng không kịp luôn á, ghê thiệt. Ở bên này lột da rồi, bên kia là trăm rưỡi một con nha các bạn, ghê hồn không? Dạ. Đây là cầu cái cá nha các bạn. Đó. Bên kia là công viên Hoàng Lam. Đó. Giờ mình sẽ rẽ ra phải vô đường Hoàng Lam. Đây có mấy quán cơm tấm hủ tiếu. Phần 45k buổi sáng, trước mặt các bạn là chợ phường 5 đây. Đó, chợ phường 5 buổi sáng đây. Đó, bán bông, bán bông. Đó, bán phát tài nè, phát tài về chân. Đó, đó, thấy không, này là bán hàng rong nè. Rồi một xe vô mua thịt heo ha, sạp thịt rồi quẹo qua đây. Còn bên đây là bán bông vàng thọ cúng mùng 10. Bên này là bán bưởi, bán đậu rồng, bưởi đậu rồng. Bên kia là vàng thọ ổi, ổi ruột đỏ. Cô về bán vô ghế vậy tại. Đây là bán bắp. Đây. Bán bông dạng thọ nè, bông này bông chưng bình. Nhổ cây. Đó. Gãi chuối mít đây là chợ phường 5 buổi sáng. Bên kia là có sạp bông, bông cúc, bông huệ rồi. Chợ phường 5 buổi sáng một vòng. Đây là cái sạp bông. Xe quá trời xe luôn, cậu dài dài đường luôn. Không được. Luôn các bạn, đây có bán cao nữa nè. Đây là bán bông. Bán khoai lang thôi mà cũng đông nữa nè.
Dạ. Khoai lang quá trời đông luôn. Rồi, chạy một vòng. Dừa. Sữa, chuối, bắp, chuối, bắp. Bông nè. Đây là đường Hùng Vương nha các bạn. Đây là nhà thờ Bến Tre. Chỗ này có người bán khô bán nổi gì ngay đây mà sáng nay không có. Đây là khách sạn Hùng Vương đó. Còn trước mặt các bạn cờ bay là Viện Bảo tàng, cờ bay khắp phối xanh đỏ vàng. Mà các bạn là chợ Bến Tre, giờ mình sẽ chạy một vòng chợ Bến Tre cho các bạn xem chợ Bến Tre buổi sáng. Đó, dưới đó thì ghe chạy à, không, một chiếc ghe chạy. Bến Tre buổi sáng là tấp nập, tấp nập. Còn này sáng là đông ghê, này dưới dạ cầu. Đoạn này thì buổi chiều đông, nhưng mà buổi sáng thì vắng que, không có ai hết. Buổi sáng ngay phút này không có người. Ngộ quá, cái chợ không biết sao mà cái đoạn này buổi sáng là không có bán. Buổi sáng là bán khúc dưới này nè. Đó, không, dưới sữa rồi. Đồ hàng bông, đồ buổi sáng bán dưới đây nè. Khoai lang, khoai mì. Chợ Bến Tre sáng mừng người. Đó, sáng là bán trái cây đồ, bông hoa đồ là ở dưới khúc dưới này. Còn buổi đó, còn buổi chiều là mới bán ở trên gần đầu cầu. Đó, trái cây là buổi chiều, sáng là giờ dưới này hết trơn luôn. Chạy khúc dưới này nó mới đông. Cá lóc này, cá lóc nuôi. Nhìn cái đầu con cá lóc là thấy là biết con cá lóc nuôi rồi. Còn cá lóc đồng mình nhìn nó trắng tươi à, chứ nó đâu có đen dữ vậy. Lúc này thì bán cá nè. Thank you.
chợ này cũng có bán cao nữa ta, măng cầu, dưa leo. Giờ mình qua đường này đi, quay đường này đi, đi đường này mình vòng lại, còn cái xuống dưới kia nữa là hết rồi. Đường mé trên nữa mới là có bán đồ, hẻm này là không có. Đó. Thanh Xuân đó, họ Thanh Xuân nè. Đồ bán chậu bán thao đâu không thấy ta. Qua đây đi đường này, đó đoạn đường này mới đông nè. Bán đồ hàng bông nhiều à, đồ hàng bông nè. Đồ hàng bông. Rồi rồi, ngay đây bán tôm quá trời luôn nè. Rồi khủng khiếp, tôm càng xanh nè. Tôm càng xanh, tôm thẻ, tôm đắp, tôm thẻ, đủ loại hết. Bên này thì bán thịt. Cá, tôm, đồ hàng bông. Diên Minh đây, bên kia là chùa Diên Minh nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở chùa Diên Minh nha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, bye bye.